Nguyễn Miêu Tu xin chào tất cả các bác nhá. Nãy em lại vừa mới lên xong nội thất của Trang Long H7 đi ạ. Vừa mới hoàn thiện xong nhá. Trần đính cúc này. Phun hết nội thất luôn. Lại bác chủ xe ở Thanh Hóa, rất có duyên với các bác ở Thanh Hóa. Phun sàn đấy nhá. Phun sàn này bên em sẽ tặng thêm cả rối nhá. Các bác nhá. Để chân lên sạch sẽ luôn. Tắp lù. Ghế chế rất đẹp nha. Cuối năm rồi vẫn bận rộn á. Giờ này các bác thấy dày không? Bên em đôn thêm mút vào đây là nhìn nó rất chắc chắn nhở. Nằm đây không bao giờ bị lún như cái giường cũ của Trang Long nào. Cho tất cả mọi người đang xem nhá. Đây là Trang Long H7 nhá. Vừa lên phun nội thất xong. Tôi bị len luôn ạ. Sàn là màu này rất là sạch sẽ. Trần rút cúc lún lắm. Giữa này may quả chán. Cuối năm rồi, các bác nào có nhu cầu đồ nội thất thì cứ liên hệ với em nha. Nhà em làm đến tận 28 Tết cơ. Các bác rảnh thì cứ mang xe qua em đội cho. Làm như này đặt trước là trong ngày là xong rồi. Bác vừa ra từ sáng không, giờ đã hoàn thiện rồi. Phun từ A đến Z luôn nhỉ. Làm da bò này nên màu rất sàn. Nhìn xe như kiểu khách sạn. Các bác cho em xin một like, một chia sẻ đi ạ. Nhà em làm đến tận 28 Tết nhá. Bác nào rảnh không chạy xe thì mang qua em độ nội thất cho. Rất nhiều mẫu mã luôn. Thích làm kiểu gì được luôn. Làm quả xe về chơi Tết hết nước chấm luôn.
chào tất cả các bác đang xem nhé. Chúc các bác buổi chiều vui vẻ nhé. Bên em vẫn bận rộn lắm. Trang Long H7 full nội thất. Nhà em làm tất cả các loại xe nhá. Loại nào cũng cân hết luôn. Nhìn hơi bị chất luôn đấy. Hai cánh còn sang hơn bốn cánh. Các bác quay em đa số đều làm màu này nha. Đây, màu này lên xe nó sang. 10 bác qua đây, 9 bác làm màu này. Sàn rất là phẳng nha. Hơi bị êm luôn. Long lanh luôn. Em chào tất cả các bác nhá. Hẹn các bác video tiếp theo nhá.